Hello các bạn, hôm nay đi đi Pumpkin Patch mà chỗ này nó đông quá nên phải đậu xe ở ngoài kia luôn. Bây giờ đi đi vào trong đây coi thử cho biết. Thôi mình con chào quý vị khán giả chưa? À giỏi. Hôm nay ngày mai là lễ lễ ma quỷ rồi, cho nên dẫn mấy đứa bé đi đây chơi. Để mà thấy ngày mai là hết hạn, ngày mai là ngày lễ lễ đó, cho nên phải chần xe đó. Đây đây, ở đây đông lắm, người ta vô không có chỗ đậu đâu con. Đi vô đây nè, vô đây, vô đây, để lấy điểm. Rồi. Get me down. Ừ. Get you now? Yeah. Okay. Đây nè, cái chỗ này đông lắm. Đi nắm tay đấy đi ha. Ừ, mấy đứa nhỏ đi trước hết rồi. Đi tìm mấy đứa nhỏ đi. Ở khu này chỉ có như đây thôi. Đông lắm. Ừ. Đây đông quá. Rồi mà cái khu này được á, người ta đeo khẩu trang là ok rồi. Trời, có bồ câu đó hả? Đây đông quá ha. Ủa đây ngoài đó nó có mở cửa kìa. Thấy không? Đi tìm mấy cái pumpkin đó cho bé nó chụp cái rồi. Các bạn thấy mệt không? Đi từ Las Vegas đi về đây là đi tiếp tiếp để cho tụi nó nhỏ chơi, không thôi ngày mai không có thời gian, ngày mai phải đi xa nữa rồi. Nè chụp mấy cái pumpkin đi con. Đi, đi chụp mấy pumpkin đi. Nó không có cái gì hết. Ở đây rất là đông nhưng mà được cái là mọi người đeo khẩu trang coi như là cũng tốt. Có để sẵn luôn cái chỗ mấy cái nước rửa tay cho mình đấy nè. Thấy không? Nước rửa tay luôn nha, cũng được chứ không sao. Ủa nó định chơi gì vậy? Chơi theo trong trượt cù hả? Thôi mấy con này giờ đừng đụng nó, nhìn thôi. Đừng đụng. Alin. Chào quý vị khán giả chưa? Đây là qua đây cho quý vị khán giả coi nè. Hôm nay con học cái hình gì kìa. Hôm nay con học cái hình gì? Hả? Hôm nay con mặc cái hình gì? Batman. Còn đây nữa nè. Đây là nàng tiên. Nàng tiên á. Đây. Ủa đó. Rồi đó, đừng cho vô đụng. Không có cho nó vô đụng đâu. Đi vòng vòng thôi chứ không có cho đụng. Để ngồi xuống chụp hình đi. Chứ chụp hình chỗ này đi. Ở đây đông quá. Tắm mà chạy đi. Chứ đây đông quá chịu không nổi đâu. Để chụp làm kỷ niệm rồi đi nè. Chờ tụi nó. Tụi nó đang ở đây cũng được. Đó mọi người ôm cái đi, vô đây đó chụp. Đi. Vô đây mọi người cái vô chụp. Thấy nè. Đi cái đây đông quá chụp dài tấm hình không bỏ chạy. Đó bốn đứa nhỏ vô đi. Bốn đứa nhỏ vô đi. Đứng xuống. Đứng nè. Đây nè. 1 2 3. Đẹp. Chụp cái hình thấy đẹp. Rồi. Đây đông quá. Ừ.
Thường thường á, mọi năm á là tại biết cái tại sao chỗ này đông hơn các bạn, tại vì ở đây đó cái khu quận Cam á là chỉ có ở đây thôi, không có đụng vô, con không có đụng vô đây, đấm tay vô đấy đi, không có đụng vô, không có đụng mấy cái đồ ở đây nha. Nào nào nào, ờ lại đó chụp đi, lại đó ngồi đây nè. Kìa, vô chơi chơi đi, em thôi tụi nó vô đó, vô ngồi chụp. Vô 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 chụp. Kìa kìa, lẹ lẹ lẹ, vô 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 ngồi đi. Vô ngồi. Bốn đứa vô luôn. Đi vô chụp. Đây. Trời ơi, bốn người ngồi à. Đó, dễ thương không? Quá đẹp. Quá đẹp. Trời ơi. Không thích hả? Hai đứa ngồi luôn, ngồi đó luôn. Mở giò nó ngồi à. Rồi, đẹp quá rồi. Ai, đông quá, thôi đi đi kiếm chỗ khác chỗ đi. Thôi đi ra đường luôn đi. Cái này xong bảo đảm dính mấy chục ngàn dính chắc. Chắc ngày mai nó lên 100.000 người dính. Thôi đi đi đi, đi ra ra đường luôn nè. Đi vòng hả? Ok, đi vòng nè. Đi con. I wish. Go go go. Nắm tay mấy cô kìa con. Nhớ đụng rồi đừng có đụng, lên mặt nha. Tí nữa ra rửa tay mới đụng lên mặt không thấy. Hả? Vô lấy đi. Trời ơi. Thiệt. Con thiệt. Hả? Ơi, không có giục tùm lum con, để vô không có giục tùm lum. Bỏ vô lại. Có chừng rớt á. Đây đây đây, cất vô. Ok, let's go. Đi nè, không đụng lên tay, tay lên mặt nha. Không rồi. Hết. Giọng đâu nữa. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây quay. Trời, à vậy cũng được. Đi. Ở bên, không có đạp con, không phá con. Của người ta. Đông quá trời đông luôn ha. Quá xá đông luôn. Đông tàn canh mà ở đây á, khu này khu do Belinda nha các bạn, cái đường này đường do Belinda. Khu này chắc hôm nay hình như là thấy là người mễ nhiều quá. Nhưng mà được hơn chỗ kia. Họ có đeo cái mấy cái mặt nạ là ok rồi. Đây. Tiếp tục. Đông. Bạn đâu? Bên đây, mấy đứa bạn bên đây, Superman kìa con. Yeah, Superman. Oven vui không con? Vui hả? Bên kia ra luôn ha. Đi 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 đi. Ở đây đông quá trời đông. Chắc ngày mai ngày mốt thì người ta đi thử đồ á, chắc là cũng đâu, chắc thế nào nó cũng tăng nữa, tại vì đông quá, quá xá đông luôn. Trần đó, oh sorry, đi coi Trần.
kệ. Ở đây có mấy cái con này cũng vui. Chỗ này nó làm hơi nhỏ, nó là làm bên Westminster Mall đó thì nó sẽ bự hơn nhiều. Ở đây thì nó hơi nhỏ tí xíu. Thấy không? À. Cái này nó dễ mặt hả? À, đừng nha, thấy là nó vô nó kêu dễ vậy đó. Đó. Nó không. Không có dễ con ơi. Bữa khác dễ ok. Ngày mai qua nhà cô dễ cho ok. Thôi đi nè. Ở đây hết chỗ rồi. Ừ, đâu ai thấy con đâu. Ừ, con hỏi coi các ông bà thấy con dễ thương không? Hỏi chưa? Hả? Đây, đây, nắm tay nè. Đây, nó giận nó không chịu nắm luôn rồi kìa. Nó nắm tay bạn đó, nó giận nó không chịu nắm tay. Nó không chịu nắm tay ba nó nắm tay. Có chân tép bây giờ. Nó nắm tay bạn đó luôn rồi. Wow. À, ngày mai đi hả? Chủ nhật. Đây. À, đây đông quá rồi. Coi người ta chơi banh kìa các bạn. À, trời ơi, coi kìa. Cái trong đó nó cũng có e đó, thở được rồi, vui ha. Cái này chắc khó đi lắm nè. Ở bên trong nó ướt không ta? Đó, con mấy nhỏ kìa. Ok, đi nè. Thôi đi. Rồi, đi. Ở đây đông quá, đi về con ơi. Qua đây. Ra xe xài nước của mình đi. Ra xe xài nước của mình á. Rồi, giờ đi về đông quá, cho nó đi nguyên vòng vậy thôi, cho nó biết như đó là đủ rồi. Thôi, em xin kết thúc cái video tại đây nha. Hôm nay đông quá, như là cái người cầm máy quay phim hơi dở một chút. Thôi, em cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Xin hẹn các bạn trong những cái video tiếp. Nhớ, có gì thương em thì hãy đăng ký nha. Bye bye.